khung cảnh thiên nhiên nên thơ hữu tình, cho lòng người dạt dào thương nhớ, hoài niệm về những miền quê Việt Nam. Nay vẫn còn nơi ngay cửa ngõ Sài Gòn phồn hoa đô hội. Xứ sở diệu kỳ này chính là thành phố sinh thái 5 sao Five Star Eco City, nơi thiên nhiên và con người tương hòa trong sự bình yên, hạnh phúc. Five Star Eco City, cuộc sống bình yên, thiên nhiên ban tặng. Five Star Eco City tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay hai mặt tiền đường Đinh Đức Thiện và đường 835B, phía đông giáp tỉnh lộ 826, phía bắc giáp tỉnh lộ 835B đi thành phố Hồ Chí Minh và quốc lộ 1A. Dạ, em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương của em. Dạ, nãy giờ là em cho anh chị coi cái intro ngoài cái cổng á, cánh cổng cuộc sống bình yên. Dạ, còn em hiện tại là em đứng trên trục đường đại lộ Nam Phương với đường Long Thượng, có cái bản tên đường Long Thượng D8 anh chị. Dạ, hôm nay em giới thiệu cho anh chị với cô chú ở gần ở xa thêm ba lô đất nền liền kề ở dự án Five Star Eco City. Đường có công viên lên đến 14m. Nên mình thì nằm trong trục đường Long Thượng anh chị, hướng bắc. Đó, đây là tuyến đường mà em đang đi vô nè anh chị. Công viên. Giờ này là tầm 3 giờ chiều. Trời rắn rất là nắng. Hôm nay em đi bộ, em quay cho anh chị tới ba lô luôn. Đường công viên thì dẫn vô. Ở bên kia là những dãy nhà văn phòng công ty mới hỏi lại cái màu sơn. Nên mốt mình về mình thích cái kiểu này là mình xây mấy cái liền kề giống vậy luôn nè anh chị. View công viên. Đường 7m, công viên 14m. Trồng rất là nhiều cây xài cũng có bông. Rồi cây mít, cây bưởi nữa. Trên tuyến đường này nè anh chị, nền này có diện tích là ngang 4,5m, dài cho 24m, 108m, lề 1m. Đó, đây là những mẫu nhà. Ba cái liền kề, hướng bắc, view công viên. Tuyến này được ba ngôi nhà. Đường ở trong trọng là đường Trà Lũ Trôm anh chị. Ba ngã này thì nằm gần ở đây luôn anh chị, nằm gần căn nhà này luôn. Đó, hiện tại là em đã tới vị trí lô đất mà em muốn giới thiệu cho anh chị nè. Bề ngang 4,5m, đây lô kế bên nhà luôn anh chị, một lô một, rồi bên đây thêm một lô nữa là hai lô, và bên đây thêm lô nữa là ba lô liền kề hướng bắc. Đó, ba lô đất nền. Đây đi ra ngoài đường đại lộ Nam Phương cũng rất là gần. Đây là view trước cửa nhà. View công viên để em băng xuống đây luôn vậy. Đang đi. Ở trong đây là mình nhìn ra đây. Công viên cây xanh, cây xài, cây bưởi, cây mít. Bên đây là cây chăm. Cây chăm cổ thụ cũng đang ra bông. Ba lô tính ra là mình được là 10. Ba lô ngang tính ra là 13,5m anh chị. Giá bán một lô là 2,6 tỷ. Anh chị mua hai lô là 5,3 tỷ. Anh chị mình mua luôn ba lô là giá là 7,950 tỷ. 50 triệu nữa là chẳng 8 tỷ á. Ba lô liền kề. Dạ, anh em giới thiệu cho anh chị ba lô liền kề, sổ hồng riêng, công chứng cho anh chị với cô chú mình liền luôn. Sát bên mí nhà luôn nha anh chị. Ba cái liền kề. Rồi em giới thiệu đất cho anh chị xong rồi, giờ cho em đi lại em quay cây chăm cá nữa anh chị, tại ghiền quá. Cái bông chăm đó anh chị.
Cây này phải nói năm nào cũng ra trái cũng rất là nhiều. Này ra bông cũng nhiều nữa. Ở đây nghe chim kêu đồ cũng đã lắm anh chị. Ồ, đã quá. Này, đây là cái view ở giữa công viên. Cây mít đồ rất là nhiều. Ồ, có máy tập thể dục nữa nè anh chị. Qua đăng rồi máy gập cơ bụng. Rồi còn đây là cái view ở trong mình nhìn ra công viên. Ủa mình nhìn ra ba lô đất này. Nhìn ra ngoài kia. Rồi rồi. Còn đây mình muốn đi qua nhà hàng xóm chơi thì mình đi đường này là mình đi qua đường bên đây thằng chị, đường Long Thượng bên đây. Đường này cũng 7 mét luôn. Rồi. Dạ thôi em xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây.